Người thường người ta thường nói cuộc đời là chuyện hên xui, ai xui thì mếu, ai hên thì cười. Mua 5 đồng cải mà ta bán 6 bó về hí hửng, hên quá. Chẳng những vậy mà có nói câu nữa nghe, trời ơi bữa nay tôi đi chùa, tôi đi chợ tôi mua cải cho chùa Phật độ. Hỏi sao Phật độ? Mua có 5 đồng mà 6 bó. Nhưng mà vậy là Phật không độ bà bán rồi, bà lỗ 1 bó. Phật đâu có quẩn mà làm chuyện đó, nên nó đừng nói vậy. Phật đâu có rảnh đâu mà coi bữa nay Phật tử nào đi chợ cho chùa không, khiến cho cái bà bán đó bà bịt mắt đó, tay bà quờ quạng bà bóc cho mình 6 bó, rồi mình gọi là hên và Phật độ. Mà đa số mình cứ cái gì mà hên là Phật độ rồi, mà làm cho mình Phật quẩn. Lái xe đi đâu mà quẹo vô chỗ nào mà thuận quá chừng luôn, trời ơi tự nhiên còn chỗ đậu này, cái mình quẹo vô nó trời ơi Phật độ. Tội nghiệp ghê vậy đó. Sao Phật ăn rồi Phật đi theo dõi mình không? Và cái gì của Phật độ hết á. Đậu xe vô cái chỗ mà ta bỏ tiền còn dư 20 phút, mình khỏi bỏ quẹo vô nó trời ơi Phật độ. Quý vị thấy không? Cho nên á, mình nhớ là hên á, là thông thường là cái gì mình vui vẻ, mình thoải mái, mình kêu hên. Cái gì mà nó không hài lòng thì mình gọi là xui. Nhưng mà thật sự ở đời không có gì hên mà cũng có gì xui hết. Ăn thua là mình nhìn sự việc. Pháp Hòa ví dụ như mình bị ép mua một tờ vé số, hết tiền rồi bị mua ép mua một tờ vé số, cái mình ấy sợ xui ghê vậy đó. Bữa nay đi chợ định đi về rồi mà ở nán nói mấy câu bà đó, bị cái người đã ép mua tờ vé số. Rồi lát chiều cái trúng nó trời hên ghê vậy đó. Quý vị thấy không? Ở bên Canada nó có cái trường hợp á, ở bên nó có cái tiệm bán cà phê giống như Starbucks ở đây vậy đó, nhưng mà ở bên đó có cái tiệm tên là Tim Hortons. Thì cái tiệm cà phê này rất là nổi tiếng tại vì cái giá nó bình dân cho nên ai uống cũng dễ mua. Còn ở bên bển đó mà ai mà cầm một ly Starbucks là tự nhiên mình nhìn người đó mình thấy trời sang quá, uống Starbucks Tim Hortons là bình dân nhất. Thế bên đó đó ai mua một ly cà phê á, uống xong rồi nhớ lận cái miệng ly á, kéo vuốt nó ra thì trong đó có cái số cho mình trúng. Có thể là mình trúng được một chiếc xe, có thể là mình trúng, nếu mà người nào mà hên ít ít á, trúng 5-7 ly cà phê. Còn người nào mà hên thượng thừa á, Phật độ nhiều đó, trúng trời giải số. Thì có cái người đó đó, họ mua ly cà phê xong, họ uống xong thì họ nghĩ họ không trúng đâu, thôi họ dục vô trong cái thùng rác. Thì dục xong rồi thì có người khác tới lượm cái ly đó. Thì khi lượm họ ngoái là họ thấy, nhưng mà họ thôi mình dục mà ta lượm. Vậy mà tới chiều sộp, tới hồi mà phát hiện ra là cái ly mình dục đó trúng chiếc xe, thì đi tìm cái người đó để thưa, nói là cái ly đó của họ. Quý vị thấy không? Cho nên mình đó, cái hên của mình, rồi mình cứ nói là cái hên, rồi cái người khác mình kêu là cái xui. Mà thiệt sự trên đời này không có gì thật hên mà cũng vì thật xui. Ăn thua cách mình nghĩ. Ví dụ như bây giờ mình đi máy bay. Lên máy bay thì nó chuẩn bị nó bay cái, thì họ mới thông báo là xin quý hành khách ngồi chờ một chút tại chúng tôi vừa phát hiện máy bay hư. Thay vì mình ngồi mình bực, mình nói xui ghê vậy, đi làm một chiếc máy bay hư. Sao mình không nghĩ hên ghê vậy, nó phát hiện ở dưới này. Chứ mà nó bay lửng lửng ở trên rồi nó phát hiện. Lúc đó không biết mình kêu tới Phật gì nữa. Quý vị thấy hên xui chưa? Cho nên nếu mà mình thấy là cái điều đó là mình xui, mà nếu mình có tư duy, có thiền định á, mình nhìn nó nói cái này hên ghê vậy. Có phải không? Cho nên nếu mà tất cả là do tâm của mình, hay nói một cách khác hơn, tất cả là do phước, do nghiệp, chứ không có hên xui. Cái chữ hên xui là mình nói thôi. Có một cái cô đó, cô đi, bây giờ mình mới ví dụ ở cái xứ Mỹ này nè.
đi làm á là bị kẹt xe, mà mỗi lần mà kẹt xe là mình canh dữ lắm nha, ra sở là mình canh cho lẹ để ra khỏi cái con đường đó, vì mình biết giờ đó là nó kẹt. Cũng có những ngày xui đi đường cái nó kẹt cái nó 3-4 tiếng đồng hồ hay 1-2 tiếng đồng hồ trên đường freeway. Cái thì bắt đầu mình nói xui ghê vậy đó, cái bắt đầu mình thò ra mình bấm sao cái bấm kiếm nhạc nghe cho đỡ, mà nghe hết nhạc rồi mà sao chưa tới nhà nữa. Bấm băng giảng lên nghe cái băng giảng nó nói gì đó hay hay hấp dẫn, cái mình quên cả cái đoạn đường dài. Cái từ đó về sau cái mình thấy đường dài không còn dài nữa, mà đoạn đường dài này lại là cái giờ phút giúp cho mình nghe pháp. Tại vì mình về nhà rồi là mình phải nấu cơm, mình dọn dẹp, mình lo việc nhà, mình không có thời gian nghe pháp. Mà chính cái giây phút ngồi trên xe kẹt xe này lại là thời gian nghe pháp tốt nhất. Vậy thì kẹt xe đó hên hay xui? Thì quý vị thấy không? Rồi Pháp Hòa thưa đại chúng á, hồi mình ở Việt Nam nghèo, nhưng mà nhờ cái nghèo đó mà bây giờ mình sống, mình biết sao, mình biết thương người, mình biết thông cảm cho cái người nghèo. Cho nên bây giờ mình có cái mình thương người nghèo. Hồi nhỏ Pháp Hòa sống nghèo, nhưng mà nghèo mà mình vẫn đỡ hơn người nghèo hơn, là mình nghèo mà mỗi ngày mình vẫn có cơm ăn. Còn có những người ta nghèo, người ta không có cơm ăn. Cho nên ngày nào Pháp Hòa cũng lấy cơm của Pháp Hòa, trước khi Pháp Hòa ăn là đem đi cho mấy cái người nghèo trước. Nghèo nhưng mà chưa đến nỗi đi bán vé số. Cho nên Pháp Hòa thấy một cái đứa nhỏ bằng Pháp Hòa mà đi bán vé số thì Hòa thương, kêu nó vô đem cơm cho nó ăn, lấy quần áo cho nó mặc. Bởi vì mình thấy mình cũng nghèo, nhưng mà mình chưa đến nỗi nghèo hơn nữa để phải đi bán vé số. Rồi tới hồi mình ở Việt Nam, mình thông cảm, ba mình thì đi vượt biên rồi, mẹ mình thì phải lo cho mình, rồi cho em, rồi cho gia đình, cho nên tự ý thức. Hồi nhỏ mà tự ý thức, 7 tuổi thôi đã biết đi chợ, mà biết trả giá nữa. Chẳng những đi chợ trả giá mà còn biết kèo này nữa. Cô con mua trái bầu cho con tép hành. Mặc dù không ăn hành nhưng mà mình kèo này cho được. Tại vì mình thấy ai cũng làm mà mình không làm lỗ. Việt Nam mình có cái màn đi chợ hay kèo này lắm, có phải không? Nhưng mà thậm chí nó thành cái tật rồi, nghe giàu nứt vách nhưng mà kèo này thì vẫn kèo này. Tại vì sao biết không? Thà là lấy dư chứ không để thiếu. Mà lấy được cộng hành ra trời nó mừng giống như là trúng số vậy đó. Tại vì mình nghĩ là mình sao mình hay quá, giỏi ghê vậy đó, thấy không? Nhất định là rút cho được cộng hành của bà đó. Mà hay rút được cộng hành cái sao? Hên. Mà nghe bà kia bà mua trái bí được cộng hành mà rẻ hơn mình, trời ơi sao tôi xui quá. Quý vị biết à, cho nên khi mà mình nghèo đó, thì khi mình bây giờ mình có tiền rồi đó, thì mình lại trân quý cái giây phút đó. Tại vì cái lúc đó nó là sao? Nó khổ nhưng mà nó đã giúp cho mình một bài học, lớn lên trong cái cảnh nghèo khổ và biết gói ghém. Khi Pháp Hòa sang Canada rồi thì nếu Pháp Hòa là một đứa nhỏ bình thường sống ngoài đời thì mình sướng thôi. Nhưng mà mình đi tu, 15 tuổi vô chùa tu, mà cái thời Pháp Hòa đi tu là đồ đạc ở bên Việt Nam chưa được nhập qua, cho nên đồ bạc hò không có mặt, không có tới bộ đồ bạc hò để mặc, không tới có cái giỏ đãi để quẩy, không tới có cái nón để đội. Cái ngày đi tu thì có một bác đó, bác đi vô cái chợ bán đồ áo cũ, quần áo cũ, bác mua cho bà một cái nón giá 1 đồng. Mà được cái nón mà đội trên đầu đi học là nó mừng giống như là trong kinh Báo Hiếu nói vậy. Sanh được khi sanh sản muôn phần chi xiết, cũng ví như được bạc được vàng, mừng như vậy. Mà quý vị biết bao năm trời đi học có một cái nón dơ không dám giặt, giặt nón đâu đội. Mà giặt thì phải sấy cho lẹ, mà sấy lẹ quá nó nóng, nó nhão. Len nó bị nhão, cầm nón lên nó nhão,
co cái nón lên, nó teo lên teo xuống vậy, nó chạy lên chạy xuống, cuối cùng phải lấy chỉ á xỏ vô cột, xỏ vô cột cho nó túm túm vậy đội đi học. Không tới có cái, không có tới cái đại quẩy nữa. Nhưng mà nhờ cái đó, hồi đó quý vị ông tổ kia mắc lắm, Phật tử làm cây chả lụa đem lên cúng cho thầy viện chủ là chỉ có thầy mới ăn thôi, mình cắt đó nhưng mà mình đứng giá cho thầy đừng ăn. Để làm chi? Để lát mình được hưởng. Trời ơi, Pháp Hòa thèm mắm Thái mà mỗi ngày múc ra chút để cho thầy thôi. Tại vì mình là chỉ có 3 món căn bản, mà quanh năm suốt tháng 3 món đó không có thay đổi nha. Bắp cải xào, mì căn kho với lại canh chua, tuần nào năm ngày cũng nhiêu đó, rồi tuần sau cũng nhiêu đó, mấy năm trời cứ bắp cải, mì căn, canh chua. Vì cái bác Phật tử đó bác tới bác nấu cho nồi canh chua bác để đó, bác mua cái bắp cải bác để đó, và bác kho cho nồi mì căn bác để đó, là mấy thầy trò là ngày nào cũng nhiêu đó. Pháp Hòa nhắm mắt và biết mì căn nằm đâu á. Là đến mức như vậy. Cho nên bây giờ đó, Pháp Hòa ăn cái gì Pháp Hòa cũng thấy nó ngon hết đó. Và không bao giờ dám phung phí. Không có dám phung phí. Quý vị biết không, Pháp Hòa in vé máy bay mà đi khắp nơi như vậy chưa bao giờ in bằng một tờ giấy nguyên. Trước khi ra phi trường lấy cái tờ giấy mà dùng lật ra phía sau in máy bay, vé máy bay. Tại vì mình nghĩ mình chỉ cần trình cho họ coi cái số rồi vậy đó. In bằng giấy. Trong phòng Pháp Hòa là giấy vụn để đầy hết. Hễ mà in khúc nào thì canh làm sao đúng vừa khúc đó, chứ không phí chỗ nào hết. Không phải là mình bủng xỉn, nhưng mà cái đó là mình biết trân quý. Ngày nay mình hên mình được cái này, đã cho là hên đi ha. Còn nói nếu theo Phật là gì, mình còn được cái phước thì không phí cái phước. Bởi vì có phước mà hưởng mà phí phước thì hết phước. Cho nên có phước không dám phí. Cho nên đời này á, thí dụ như mình nhìn lại mình thấy mình có cái phước, có được con mắt sáng, thấy có cái phước là còn bàn tay, còn đôi chân, thì hãy dụng cái đôi mắt này tạo phước cho con mắt này, để đời sau mình sanh ra mình có được con mắt tốt tiếp. Còn mắt này mình có mà không có tạo phước, thay vì mình nhìn ta bằng tâm từ bi hỷ xả, mình thấy mít mình nó thấy thì ghét, mình trợn mắt mình thấy mình quýt, mình cứ đảo lộn càng khôn vậy nè, cái hết phước. Hết phước thì mình sanh ra mình thiếu cái phước của con mắt. Cho nên nếu mình nhìn kỹ vào thân thể á, thì mỗi một bộ phận nó có cái phước của nó. Cũng giống như có nhiều khi mình cũng có cái bao tử như ai, nhưng mà không có cái phước ăn, ăn vô nó không tiêu đó. Người thì thấy khỏe mạnh lắm mà lại thiếu cái phước của cái bao tử. Rồi có nhiều người có thiếu cái phước của cái lưỡi, không bao giờ biết ăn cái gì mà khen hết á, bón gì ăn cũng chê hết á. Vậy thì cũng có cái lưỡi mà không có cái phước ăn. Cho nên thường thường có những người ta ăn không có món nào ta khen hết á, món nào ta ăn ta cũng chê hết á, mà dù ai nấu ngon cỡ nào ta cũng chê, thì biết là cái đó thiếu cái phần đó. Cho nên á, khi ở trong cái cảnh khổ mình nói sao tôi xui quá, chưa chắc. Nếu mình mà thật sự mình mà hên mà mình sống cuộc đời sung túc, chưa chắc mình biết tu. Cho nên nhiều lúc nhờ khổ đó mà mình mới sao ý thức tu. Thử thời mà vui vẻ có đời nào mà tụng kinh, nhờ buồn nó mới kiếm kinh tụng. Thử thời mà cuộc đời mình nó suôn sẻ có sức mấy mà tìm kinh sám hối. Rồi bây giờ chuyện này chuyện kia nó đến, bắt đầu mình mới kiếm cái kinh sám hối mình tụng. Cho nên những cái lúc khổ đó, mình khổ nhưng mà đừng thấy khổ là cái gì nó cùng tận. Mà trong cái khổ đó thì nó biến ra một con người sao? Con người tỉnh thức. Đức Phật ngày xưa nếu Ngài không chứng kiến bốn cảnh khổ, già bệnh chết, thì Ngài đâu có ý thức cuộc đời như vậy mà để Ngài đi tu. Mà nếu mà Đức Phật chỉ chấp nhận Ngài là một ông vua của nước Ấn Độ thời đó,
Thì bây giờ mình có biết Ngài là ai không? Không biết. Nhưng mà nhờ Ngài bỏ hết, rồi Ngài đi tìm con đường, cho nên giờ này mình mới biết Ngài là ai, mà mình thờ Ngài còn hơn dân Ấn nữa. Tại vì người Ấn Độ họ coi Phật là thần thôi. Họ nói Phật là một trong những vị thần của họ. Cho nên mình thấy trong cái cảnh khổ vẫn thấy mình còn hạnh phúc, vẫn mỉm cười được những lúc chông gai, vẫn vươn lên theo kịp ánh ban mai. Người ta kêu là sống đó. Sống không giận, không hờn, không trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người đang sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cho nên mình mới thấy, quý vị có nhớ ở bên ngày xưa mình đọc chuyện cổ đó, có cái chuyện gọi là tái ông thất mã. Cái ông này ông mất một con ngựa, một con ngựa quý, cho nên hàng xóm tới chia buồn. Nói thôi tôi chia buồn với ông, con ngựa quý nhất của ông mà bữa nay nó bỏ nó đi. Ông nói dạ cũng không có gì để buồn, đâu tuần lễ sau nó trở về nó dắt thêm con ngựa nữa. Hàng xóm nghe mừng chạy tới chúc mừng ông, thấy không, ngựa quen đường cũ trở về mà dắt thêm con ngựa nữa. Ông mới nói cũng không có gì để mừng. Thằng con trai nó thấy con ngựa mới, nó leo lên nó cởi, nó không biết ý bị con ngựa đá gãy chân. Hàng xóm tới chia buồn, nói trời ơi tôi tưởng ông thêm con ngựa ông được may mắn, con trai ông mà bữa nay leo lên ngựa bị ngựa đá gãy chân. Ông nói cũng có gì phải buồn. Mấy tháng sau nước nhà có giặc giả, ai cũng đi đánh giặc, con ông gãy chân ở nhà miễn đi quân dịch. Thì cái câu chuyện nó cứ tiếp tiếp vậy. Thì ý người ta muốn nói trong cái xui nó có cái hên. Mình nói là nói theo đời vậy đó, trong cái xui nó có cái hên. Nhưng mà nói theo Phật á, là chúng ta có chánh niệm, có tuệ giác để chúng ta nhìn trong cái xui thì nó lại là một cái phương tiện, một cái cơ hội cho chúng ta tỉnh, tỉnh giác, tỉnh thức. Chờ cái đó, nếu mà người nào chứng được cái đó, gọi là chứng được cái quả gì biết không? Quả duyên giác. Duyên giác là gì? Là cái người giác ngộ từ những cái duyên trong đời. Có những gia đình nhờ có một người thân mất, tự nhiên cả gia đình ý thức đi tu hết. Đó. Như vậy thì cái người mất đó mất rất xứng đáng. Tại vì mất mà làm cho mọi người được tỉnh thức. Có những gia đình chị em không có nhìn nhau, anh em không nhìn nhau. Nhưng mà khi người mẹ mất thì các con, các anh em phải về lo đám tang cho mẹ. Nhờ vậy anh em có cơ hội ngồi lại và chia sẻ, thông cảm cho nhau và bắt đầu hòa thuận trở lại. Cho nên ở trong cái rủi đó, chúng ta đừng có nằm đó mà đau khổ với cái rủi đó. Mà chúng ta phải thấy rằng cái khổ, cái rủi lại là cái cơ duyên để cho chúng ta ngộ đạo tỉnh giác. Mình giống như là mình gặp được một cái người mình thương, lâu nay mình đi kìm, đi tìm kiếm cái phân nửa của mình đó. Cái bữa đó mình về mình khoe với làng xóm mình, nói bữa nay tôi may mắn lắm, tôi đã tìm được phân nửa của tôi rồi. Cho lại gì? Hên. 3 tháng sau nó trời xui ghê vậy. Cưới nhầm. Cho nên cuộc đời cái xui cái hên không nói được. Nhưng mà Phật thì Phật dạy chúng ta cái gì? Cái phước hay cái nghiệp. Cái mình có được là cái phước, và cái mình gặp phải là cái nghiệp mà mình tạo mình gặp. Nhưng mà trong cái nghiệp đó nó giúp cho chúng mình phát cái nguyện. Pháp Hòa ví dụ như là một cái người mà họ khổ, họ nghĩ rằng đây là cái nghiệp. Nhưng mà nghĩ cái nghiệp xong rồi không để cho cái khổ nghiệp đó nó làm lụy mình, nó làm chìm mình, thì mình phát nguyện tiếp.
chính tôi khổ, tôi thông cảm cho cái người khổ này, cho nên đời này tôi nguyện không làm khổ người khác, hoặc là tôi bớt tối thiểu để làm khổ người khác. Chứ còn mình nhiều khi mình cũng không có chánh niệm lắm đâu để mà hoàn toàn không làm khổ người khác, nhưng mà bớt đi. Giống như thay vì mình nói người ta nặng, tự nhiên mình ý thức cái mình bớt những cái lời nói nặng, là mình cũng rầy, cũng nói, nhưng mà bằng những cái lời nhẹ nhàng hơn, để người kia nhận ra cái lỗi mà không có đau khổ bởi những cái lời nói nặng nề của mình. Có một anh đến thất nghiệp, thì anh mới lên chùa Pháp Hòa nói chuyện với anh đó. Thì anh mới nói là tôi mở một cái nhà hàng, tôi bán, bán thì rất là được, nhưng mà bây giờ cái người chủ họ cứ đòi lên cái tiền mướn, tiền nhà hoài mà tôi trả không có nổi. Tại vì so ra thì mỗi lên như vậy thì tôi bán có nhiêu thì cũng đưa cho hết, cho nên tôi buồn, tôi nghĩ tôi không bán nữa. Mà bây giờ hôm nay tôi stress dữ lắm, tôi không có ăn ngủ gì được hết. Thì Pháp Hòa mới ngồi nói với anh, Pháp Hòa nói anh đi làm nhà hàng vậy thì anh có thời gian cho con anh không? Nói tôi có đứa con gái mới có lớp 1, lớp 2 mà tôi không có thời gian cho nó. Nhiều khi vợ chồng á toàn là viết giấy cho nhau không à, chứ còn không có thời giờ để gặp nhau nói chuyện. Còn con gái là cuối tuần tôi chỉ gặp nó được một chút, buổi sáng thứ bảy trước khi ra tiệm mà chơi với nó một chút vậy thôi. Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ đó, anh đi làm cái nghề nhà hàng nhiều ngày rồi, thôi bây giờ anh cho anh cơ hội đi, bây giờ tạm thời đừng nghĩ tới việc làm gì hết. Anh cho anh cơ hội 3 tháng nghỉ ngơi. Thứ nhất, anh có thời gian với con anh, ngủ dậy chở con đi học, ăn sáng chở con đi học, chiều đón con về, vợ chồng cuối tuần đi chợ, đi shopping với nhau. Anh có thời gian dọn dẹp nhà cửa, làm vườn 3 tháng, cho cơ hội nghỉ ngơi. Tại ảnh nói là từ hồi qua tới bây giờ chưa có nghỉ ngày nào hết, mà vợ con coi như là trong gia đình là không ai có thời gian cho ai, ảnh không có thời gian cho ai hết. Thì Pháp Hòa nói như vậy, nó thử đi, anh làm 3 tháng đừng nghĩ tới việc làm. Bây giờ anh nghĩ như là 3 tháng này anh làm tất cả những công việc mà lâu nay anh muốn làm. Lúc mà mình đi làm đó, mình đã ước gì mình được giờ cho vợ cho con, thì tại sao bây giờ cái ước nó khô mà không chịu, cứ ngày cứ ước hoài. Thì Pháp Hòa nói như vậy rồi á, thì anh về nhà anh thực hiện. 3 tháng sau anh trở lên, người tươi ra, tóc bắt đầu cắt ngắn lên, rồi mặt mày tươi tỉnh ra. Ảnh lên anh cảm ơn, ảnh nói nghe lời thầy, về nhà làm những cái việc mà mình lâu nay mình muốn làm. Sau đó rồi Pháp Hòa nói nhiều khi á, mình làm nhà hàng hoài, thôi nghỉ đi, giờ đi làm khác đi. Nhiều khi á, mình làm chủ của nhà hàng phải lo đủ thứ, thôi bây giờ anh nghỉ anh đi làm công thôi, 8 tiếng về anh ngủ khỏe re, anh không phải lo gì hết đó. Bây giờ đi xin được một cái job ở một cái hãng tiện, 8 tiếng về nhà nghỉ ngơi, không phải bận rộn tính toán lên xuống giá cả gì hết, khỏe ru và rù. Cho nên nhiều khi ở trong cái rủi đó. Rồi bây giờ Pháp Hòa mà sống ở cái hoàn cảnh mà một thầy một trò, không huynh đệ, không bạn bè, đơn thân độc mã từ hồi nào tới bây giờ, chưa bao giờ mà sống mà gọi là có những cái thời gian mà gọi là mình sống cho huynh có đệ, không có. Đi như thế này lo Phật sự, rồi về tới nhà lo việc chùa, việc này việc kia, nhưng mà Pháp Hòa hạnh phúc. Bởi vì nhờ như vậy đó, cho nên nó mới tôi luyện con người mình vững chãi trong công việc. Chứ nếu mà mình sung sướng, mình có nhiều người thì mình cứ ăn rồi mình đi tới đi lui rồi ngủ rồi cái là mình không có gì đặc biệt hết, không có gì được cho mình hết. Thì có một thầy đến thấy Pháp Hòa nữa, đem đi đổ rác khuya, đem rác ra đổ rồi leo lên thùng rác dậm. Rồi thầy nói trời ơi, trụ trì mà đi làm này hả? Pháp Hòa nói dạ, phải làm vậy mới có phước hả thầy. Nhưng mà nói đúng hơn là mình không làm ai làm, nhưng mà không lẽ nói vậy. Mắc cỡ chứ. Có phước. Thưa đại chúng, là chúng ta thường nói cái hên cái xui, phải không?
Nhưng mà ở đây mình biết nhìn theo cái nhìn của bậc tuệ giác. Bây giờ Pháp Hòa thưa đó, con mắt này của mình nè, con mắt hiện tại mình đang có là nhục nhãn. Nhục nhãn là con mắt thịt, cho nên kêu nhãn nhục. Nấu xâm bổ lượng, nhưng mà ăn nhiều nó nóng. Nhục nhãn là con mắt thịt, mà cũng cái nhục nhãn này cũng bao nhiêu cái sự việc trong cuộc đời này. Nhưng nếu chúng ta biết nhìn nó từ cái phàm phu khổ lụy trở thành ra thánh thiện học hỏi cho mình, thì biến cách nhìn nhục nhãn đó thành ra cái nhìn của tuệ nhãn, của pháp nhãn. Cũng con mắt này thôi, không cần thay đổi, không cần sửa thành mắt Hàn Quốc, mà cũng không cần sửa thành mắt Việt Nam, cứ con mắt bình thường này thôi. Chúng ta nhìn sự việc, có cái mà mình thấy là mình bực bội đó, nhưng mà nhờ có cái anh chàng đó, ảnh khờ lắm. Ảnh đi làm công cho người ta mà người ta bị gãy cái chân bàn, ông chủ gãy cái chân bàn, nói con đi vô trong rừng á, coi có cái cây nào được á, chặt về làm thế cái chân bàn. Anh đi suốt buổi anh về tay không. Chủ hỏi sao đi vô rừng mà không chặt cây, ông nói dạ cây nào cũng chỉa trên trời mà cái bàn ông chân nó chỉa dưới đất, sao con chặt. Trời ơi, nó khờ đến cỡ Pháp Hòa vậy đó. Nghĩa là nói cái bàn nào chân cũng chỉa dưới này mà còn ở trên trời, cây nào cũng mọc chỉa lên hết trơn, làm sao cắt. Bữa nào ông chủ ông bận đi lên chùa Chánh Giác ông tụng kinh, ông dặn ở nhà coi chừng cửa nẻo nghe không. Nhằm cái mùa đá banh, cá độ đá banh quá trời luôn, súng lại cá cái ảnh cũng nghe đi cá độ vậy đó, ảnh cũng khoái lắm. Mà nhớ lời chủ dặn là coi chừng cửa nẻo, ảnh tháo cửa anh Giác theo. Về tới nhà hết trơn trọi đồ đạc. Ông chủ nói ta dặn mi ở nhà coi chừng cửa nẻo mà sao bây giờ nhà nó trống trơn, nói vậy ông dặn cửa thì cửa còn đây. Trời ơi, khủng khiếp vậy. Vậy mà cái ông chủ không đuổi. Ông chủ không đuổi, chủ vẫn giữ. Đến một ngày nọ, ông chủ đang ngồi vẽ hình thì cái anh này đi ngang ảnh thấy. Ông chủ say hỏi, ngươi biết vẽ không? Dễ ờ. Anh cầm cái cỏ quẹt quẹt quẹt, thì ra cái anh này anh vẽ hình rất là đẹp. Ông chủ nhờ thế mới phát hiện ở trong con người mà mình coi là bất tài này đó, nó có tài vô cùng. Tài của nó là tài vẽ, mà lâu nay mình dụng nó không đúng, cho nên mình thấy nó bất tài. Nhưng mà nếu mình phát hiện cái tài của nó thì tài của nó là tài vẽ. Support cho anh trở thành một cái người thợ vẽ nổi tiếng thời đó. Cho nên quý vị mới thấy không có cái gì là vô dụng. Ăn thua chúng ta biết dụng nó. Hồi nhỏ ở Việt Nam đó, mỗi một thầy đi tu là được một cái bình bát bằng đất. Nhất là các vị khất sĩ á, xài cái bát bằng cái đất, bằng đất, quý vị, bằng đất nè. Nhưng mà nếu như mà bát đó lâu ngày mà nó bị nứt, nó hư, không có bỏ, lấy dây kẽm ràng, mà ràng cho đẹp nha, ràng có lằn, có sớ vậy đó, để làm những cái chậu trồng cây trước cửa mấy cái thất, đâu có bỏ. Hồi Pháp Hòa qua đây á, cùng với thầy viện chủ với quý Phật tử ở địa phương lập cái chùa Trúc Lâm, cái ngày mở chùa ra không có đến cái lư hương. Trên bàn thờ đó toàn là hộp lon gì biết không, lon đựng bơ, mấy cái lon thấp thấp đựng bơ nè, dùng xong rửa sạch mỗi bàn thờ là một cái lon bơ, nhưng mà biết lấy giấy bao lại cho nên ta nhìn ta tưởng lư hương mà thật sự là lon bơ. Đi vô trong chợ thấy người ta bán cái đồng hồ có những con số rồi nó xoay xoay vậy nè, cái anh Phật tử mua về anh tháo hết cái số ra, ảnh sơn màu trắng lại làm cái hào quang. Lên chùa thỉnh một cái tượng Phật mà cái tượng Phật không có cái tòa, không có gì hết, lấy cái thùng cạc tông
dán lại xong ảnh lấy cái giấy cạc tông, ảnh vẽ cái hình bông sen bằng cái bút lông, xong rồi anh lấy kéo anh cắt thành ra cái hoa sen gắn ở trước cái bàn này, lấy cái kim ghim vô, Phật ngồi trong y như ngồi trên bông sen. Cho nên á, cái gì là do chúng ta làm sao? Không có cái gì mà nó xui hết. Nếu chúng ta có con mắt, có cái tuệ giác, có cái thiền định để chúng ta nhận, cái nào cũng trở thành ra những cái vật thực, những cái phương pháp. Cho nên hôm nay Pháp Hòa thưa với đại chúng như thế này: chỉ cần chúng ta có Phật Pháp là chúng ta có phương pháp. Chỉ cần có Phật Pháp là có phương pháp. Bởi vì Phật dạy mình cái gì? Phật dạy mình từ bi hỷ xả. Phật dạy mình nhìn đời bằng thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn, mặc dù mình đang có nhục nhãn. Nhưng mà nhục nhãn mà nếu chỉ dùng để nhìn mọi sự mọi vật thì phiền não dữ lắm. Hãy lấy cái nhục nhãn đó tăng độ lên, đưa nó lên hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, thì từ cái nhục nhãn đó sẽ nhìn đời bằng thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn, Phật nhãn. Mình có năm thứ nhãn, năm cái nhãn, năm thứ nhãn, chúng ta gọi là ngũ nhãn. Nếu mà có được ngũ nhãn rồi thì đời sống của mình nó linh động, nó linh động lắm, nó không có chết cứng. Mà chính cái linh động nó gọi là gì? Thần thông. Thần là gì? Là oai lực. Thông là suốt. Nhờ có oai lực cho nên cái gì nó cũng thông suốt hết. Cho nên ở trong kinh á, quý vị thường nói thần nhà, thần đất, thần sông, thần trầm, thần lúa, thần mạ. Kinh Địa Tạng nhớ không? Phẩm đầu á, có những vị thần sông, thần lúa, thần trầm, thần gì đó. Rồi lúc mình tụng Đại Bi Sấm Pháp á, nhất tâm đảnh lễ, sơn thần, thổ thần, địa thần, thủy thần, phong thần. Tại sao kêu thần? Nó giúp cho mình một cách mầu nhiệm là thần chứ gì đâu. Đây, cái ly này, cái ly này bằng hồi trước kia là đất à. Nhưng mà nhờ người ta có cái sự nhận, có cái thông minh, có cái tuệ giác, ta biến đất, ta nắng đất này ra thành cái ly. Mà đặc biệt ta biết làm thêm cái quai. Cho nên cái ly mà nó đang nóng quá đi, mình không cầm được, tự nhiên có cái quai, thì cái quai này là thần. Quai. Cái ly, cái quai này là thần. Thần là đặc biệt nó làm cho mình cầm mà không bị nóng phỏng tay, là thần. Nhưng mà có cái quai rồi đó, mình cầm cái ly này mình uống nước một cách nhẹ nhàng gọi là thần. Rồi bây giờ lỡ mà hôm nào cái quai này nó gãy đi rồi, mai nó lại đi làm cái lư hương đó, thần thông. Không có phí. Trong cái cảnh khổ vẫn thấy mình còn may mắn. Vì trong cái may mắn đó, chúng ta giống như Pháp Hoài nói quý vị, lỡ mà mình có khổ tâm trong cuộc sống hiện tại này thì mình biết nhìn, mặc dù mình có khổ tâm nhưng mà ở mặt vật chất mình chưa khổ. So với những cái người mà người ta cũng khổ như mình, mà người ta vừa khổ tâm mà người ta khổ luôn cả vật chất. Ta thiếu ăn, thiếu mặc, gia đình người ta thiếu trước hụt sau. Đã vậy rồi mà người nhà người ta còn cờ bạc rượu chè phung phí, đã không tiền mà còn mang nợ. Cho nên cái hên cái xui đó là do mình nói thôi. Cái gì mà mình, hồi đó Pháp Hòa đi học á, bạn Pháp Hòa nó hay tội nghiệp Pháp Hòa lắm. Nó nói trời ơi sao tôi tội nghiệp vu quá, cuộc sống gì mà tối ngày cứ tàu hũ mì căng, vô chùa thăm Pháp Hòa thì không tivi, không bạn bè, không gì hết, tối ngày cứ thấy đi học về ôm cái mỏ với cái chuông tụng, tụng đã đi nấu ăn rồi dọn dẹp, rồi nó cuối cùng nó trước khi nó ra cửa nó dỗ dai, nó I feel sorry for you. Rồi bây giờ á,
mấy đứa bạn nó lên chùa, nó thăm Pháp Hòa, nó ngồi chơi mà ngồi không trọn. Ba, con uống nước. Ba, con đi tiểu. Nó cứ réo hoài, nó nói bây giờ I feel sorry cho ai. Hồi xưa anh nói tôi xui phải không? Vậy mà giờ tôi hên. Bây giờ mà anh thấy anh hên mà anh lại xui. Cho nên đó quý vị thấy không, cái phone mà cầm tay đó, thật sự là nó là cầm chân đó, đi đâu cũng bị dính hết. Thành thử ra thưa đại chúng, tất cả mọi sự việc nếu chúng ta biết có cái tâm tu, có cái mắt tuệ chúng ta nhìn, thì cái khổ nó cũng chưa hẳn là hoàn toàn khổ. Nếu không có bùn thì làm gì có sen? Phải có bùn mới có sen. Chúng ta cũng khổ cho nên chúng ta mới biết tu. Chúng ta nhờ á, chuyện này chuyện kia bắt đầu mình ý thức, mình lo mình tu. Cái người mà không có cái chuyện gì mà khổ lụy, họ ít có khi nào họ nghĩ tới chuyện mà gọi là bố thí làm lành làm phước, ít lắm. Có những người người ta giác ngộ do không có cái gì đặc biệt, nhưng mà đa phần chúng sanh mình là phải có chuyện gì đó mình mới giác, đa phần là vậy. Còn ít có những người thượng căn thượng trí thì mới đạt đến cái lĩnh vực là sao tự nhiên mà giác ngộ. Cho nên hồi nhỏ đi học, mấy anh Việt Nam cỡ tuổi Pháp Hòa cứ đi theo hoài, chú tại sao chú tu vậy chú? Mình biết làm sao, nói 15 tuổi mà biết cái gì? Mà đâu có, mình nếu mình nói trời ơi, tại tôi ý thức cuộc đời là khổ là nói dốc. 15 tuổi biết gì khổ. Cái cuối cùng hoài chọc mà nó tại thất tình. Cho nên thưa đại chúng là tất cả là do cái phước của mình. Thì bây giờ nếu mình nhìn là mình thấy rõ ràng mình có phước. Nếu mình nhìn chỉ mình thấy mình có phước. Chứ mình không phải là người hoàn toàn không phước đâu. Sở dĩ mình nói trời ơi sao tôi vô phước dữ thế này. Không phải. Nhưng mà trong cái phước đó tại mình không biết tạo nữa. Và dĩ nhiên tất cả chúng ta có mặt ở đây là do đầy đủ cái cuộc đời này nó hình thành bởi nghiệp lực. Vì nghiệp lực cho nên có mặt ở đây. Mà trong cái nghiệp lực này chúng ta còn chút phước. Giống như có những con chó, con mèo cũng đồng là con thú, nhưng mà con thú ở đất cái nước nghèo thiếu phước hơn những con thú mà ở đất nước Mỹ, đất nước gọi là tự do, đời sống vật chất tốt này. Quý vị thấy con chó, con mèo ở đây thì sao? Quá chừng. Có những người á, người ta muốn đi chơi một tuần á, người ta phải gửi chó, gửi mèo cho những cái trung tâm mà giữ chó mèo babysit giùm mình á, một ngày mấy chục đô để mà giữ chó mèo cho mình tuần để mình đi chơi. Thấy nó có phước không? Ở Việt Nam mình là sao? Lang thang, muốn ăn, đâu có cái chuyện gì. Pháp Hòa có anh em Phật tử đi chùa mấy ngày dự khóa tu vừa rồi, không lo làm sao con chó phốc ra cái tường, đi bị CT bắt, để tờ giấy anh muốn lãnh chó nên đi tới chỗ này, về đó lãnh thêm 250. Anh nói thầy ơi con đi tu mà mắc quá. Thầy không bắt đóng tiền, chùa không bắt đóng tiền khóa tu, mà tại đi tu chó nhảy rào con bị phạt 250. Thì quý vị thấy cũng là con thú, nhưng mà con thú ở có phước ở đây. Con phước, con thú mà nó thiếu phước á, ở những cái quốc độ nghèo. Thì thôi hôm nay sáng nay đó, Pháp Hòa gặp đại chúng, Pháp Hòa chỉ mình nói chuyện đời chứ. Nhưng mà trong cái chuyện đời hàng ngày này, chúng ta tìm được chút đạo lý để chúng ta tu, chúng ta sống. Trong cái khổ, chúng ta ý thức khổ rồi chúng ta tu. Thử cái thân này mà nó khỏe hoài coi, mình không biết chăm sóc. Đừng có nói ai Pháp Hòa nè, không có biết lo cho mình. Bây giờ đến cái tuổi 40 là bắt đầu sức khỏe nó xuống, cái bây giờ bắt đầu ngồi đó là lo. Mà không phải lo gì, biết không, lo uống thuốc. Thế cho nên mình có bệnh chút cái bắt đầu mình biết chăm sóc mình. Chứ còn mình không có bệnh mình, nhất là người trẻ. Bây giờ Pháp Hòa cứ nói với các bạn, các em nhỏ nhỏ, nói thầy hồi xưa thầy giống mấy đứa y vậy đó. Đi học mùa đông mà coi thường lắm.
không bao giờ mặc đồ lạnh, mặc đồ cho ấm ít lắm, mặc đơn sơ thôi. Bây giờ bắt đầu cái lạnh nó thấu thấm xương rồi, bây giờ bắt đầu sợ. Đi đâu cũng phải ôm cái, hồi xưa Pháp Hòa nói mấy thầy mà hồi đó và nhỏ đi thị giả quý thầy á, và quý thầy lúc đó cỡ mình nè, đi ngủ chùm cái nón và cười, trời ơi thiệt khổ ghê vậy, trời nóng mà đi ngủ chùm cái nón, bây giờ mình thiếu nón ngủ không được. Cho nên đừng có cười ai hết, cười người hôm trước là hôm sau tới mình đó chứ. Bây giờ Pháp Hòa đi ngủ Pháp Hòa phải chùm nón. Có những cái ngày mùa đông á thì Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ lúc mình đi thị giả quý thầy ngủ, quý thầy đỡ nón mình cười đó. Rồi hồi đó Pháp Hòa là sợ cái món cháo trắng lắm, ăn được nhưng mà sợ lắm, tại sao không, nó lỏng bỏng ăn nó không có đủ no. Bây giờ mà hở cái có cháo không. Thưa đại chúng là tại chưa tới phiên mình đó, chưa tới lúc mình phải dùng á thì mình dục nha. Mình là vậy đó, không cần dục tùm lum hết mà tới hồi cần ấy đi kiếm muốn chết luôn. Trời ơi tôi nhớ rõ ràng tôi để đây mà. Đôi khi mình dục ở đâu mình đâu có nhớ, mà đa số mình là vậy. Khi không cần là bỏ lăn bỏ lóc, lúc tới cần là khóc lóc đi tìm. Thấy không? Thành thử ra hôm nay mình nói những chuyện bình thường trong cuộc sống, mà chính những cái bình thường này chúng ta lại coi thường. Chính những cái bình thường này chúng ta coi thường, mà thật sự ra những cái chúng ta coi thường thì nó là gần gũi, rất gần với chúng ta trong cuộc sống, qua cái chuyện gọi là hên xui. Không có cái gì thật hên đó. Mình mất mình lượm tiền mà nó trở hên ghê vậy đó, nhưng mà đâu biết cái người mất người ta hên xui. Có một cái đạo hữu đó bên Mỹ nè, ông mở cái quán ăn, thì bữa đó khuya rồi, có hai người vô ăn. Ăn xong họ biết mình sắp đóng cửa, họ gấp họ đi ra, thì họ bỏ quên là một cái túi hột xoàn, túi vàng vậy đó, trong đó và trị giá mấy chục ngàn. Thì đạo hữu mới gọi Pháp Hòa mới nói, thầy bây giờ con đăng báo được không, con đăng báo coi có ai làm mất đồ này để tới nhận. Con thấy đạo hữu đăng báo đó, vừa đăng báo xong là mình cũng báo luôn. Trời đất ơi, có tiền có của để trong nhà mà đi đăng báo nữa. Mình cũng giống như mình nói, ông ơi con ở bụi này ăn trộm ăn cướp nó tìm tới làm sao. Thôi thì bây giờ đạo hữu cứ nguyện đi, nếu mà nguyện mình không có cái tâm tham, mình sẵn sàng để đây người đó đến nhận mình gửi lại. Nhưng mà Pháp Hòa nghĩ không ai dám tới, tại vì người ta nghĩ rằng dễ giàu gì mình tới mà mình nhận được cái túi đó. Thì thời gian sau cái túi đó không ai nhận. Thì Pháp Hòa nói thôi thì đạo hữu đem đi bán rồi làm phước đi, không có dùng cái tiền đó. Không? Thì bây giờ mình nhặt được cái của thì mình gọi là hên đó, một cái người mất ta xui. Cho nên Đức Phật dạy rất là rõ trong cái giới thứ hai, ý thức được khổ đau do sự trộm cắp và bất công trong xã hội gây ra, con xin học hạnh từ bi không lấy của người khác. Vì mình muốn công bằng trong xã hội là của mình thì mình dùng, của người thì không đủ. Nếu muốn thì mình xin. Đức Phật nói rõ như vậy. Chúng ta ý thức được khổ đau và sự bất công trong xã hội. Còn riêng cái giới thứ ba thì Đức Phật dạy sao? Ý thức được khổ đau do sự đổ vỡ của những gia đình, những đứa nhỏ, cho nên con nguyện không làm việc dục nhiễm với người khác. Con biết muốn bảo vệ hạnh phúc của mình thì phải biết bảo vệ hạnh phúc của người khác. Con ý thức được khổ đau của lời nói thiếu chánh niệm gây ra, nên con nguyện nói những gì có thể mang lại an vui cho người. Con biết rất rõ lời nói có thể mang hạnh phúc, lời nói cũng có thể mang khổ đau, nên con nguyện chỉ nói những gì có thể mang hạnh phúc an vui cho người. Con ý thức rất rõ thân thể này là do tổ tiên ông bà trao truyền, cho nên con phải dưỡng thân cho tốt để tiếp tục công việc tu hành và tiếp nối dòng giống của tổ tiên. Và con ý thức rất rõ, nếu tâm con mà tiếp xúc những phim ảnh, sách báo, truyện trò tiêu cực thì sẽ làm một tâm hồn bệnh hoạn. Cho nên hàng ngày con nguyện tiếp xúc những gì lành mạnh để có thể mang lại một tâm hồn tươi mát. Mình có quyền xem phim, đọc báo, nhưng mình nhớ là một bài báo nào có tính cách
làm cho mình mở mang. Còn nếu một bài báo đó nó chỉ làm cho mình thêm những cái bực dọc, phiền lụy, thị phi, thì chúng ta nên bớt đọc, bởi vì nó sẽ không lợi cho tâm hồn và sự tu tập của mình. Và đại chúng thấy có những lúc mình gọi là mình xui, nhưng mà không ngờ mình nán lại đây một chút mà lại hơn. Có nhiều khi người ta có chuyện gì người ta nán ở lại, ta không đi cái chuyến bay đó, phải không? Thì mình nói trời hơn. Hoặc là mình bị trễ một cái gì đó, mình kêu là xui, nhưng mà thật sự nếu mình đi chuyến đó thì mình lại gặp cái rủi ro. Cho nên trong cuộc đời này tất cả là do cái phước của mình. Chẳng qua mình dùng một cái danh từ rất là đơn giản là hên xui, mà thật sự hên xui nó không có thật. Mình nhiều khi hên của mình mà lại xui cho người khác làm sao? Cho nên thôi bây giờ mình nghĩ như thế này, mình không cần nghĩ gì, mình chỉ nghĩ đơn giản là thôi tôi gặp cái rủi này, nhưng mà biết đâu cái rủi này lại là một cái phương tiện giúp cho tôi hiểu biết cái khác, tôi biết được một cái khác. Có nhiều khi quý vị chạy lộn đường kêu xui phải không, mà nhờ chạy lộn đường phát hiện ra. Bữa Pháp Hòa đi Mỹ, con em Phật tử chạy đi nghe giảng mà chạy lộn đường, nhờ lộn đường quẹo sao mới quẹo vô cái công viên, mà trong công viên đó là nguyên một cái rừng sen. Giảng xong hôm sau ông nói thầy, con dẫn thầy đi chụp hình. Hỏi đâu chụp? Con nhờ lộn đường con phát hiện trong này nguyên một cái rừng sen rất đẹp. Quý vị thấy không? Có nhiều quý vị thấy ông ta chưởng một chưởng rớt từ trên núi xuống, tưởng chết rồi, ai ngờ lọt xuống cái chỗ võ công. Thế ngoại đào nguyên gì đó, rồi bắt đầu luyện võ công thâm hậu. Hồi nãy rớt xuống tưởng chết, giờ luyện công ở dưới này yên tĩnh không ai phiền mình hết, bay cái vèo lên núi làm bá chủ võ lâm. Rồi quý vị thấy Tôn Ngộ Không không? Tôn Ngộ Không bị để trong cái lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân, bị lấy lửa đốt 7-7-49 ngày để nó tan xương nát thịt. Nhưng mà không ngờ Tôn Ngộ Không ở trong lò lửa đó uống hết thuốc của Thái Thượng Lão Quân, mà thuốc đó toàn là thuốc trường sanh bất tử không? Uống xong rồi sức mạnh quá trời, tung cái lò ra, phải không? Tung cái lò ra đạp luôn cái lò lửa đó bể. Có 72 thần thông biến hóa. Thì chúng ta cũng là Tôn Ngộ Không đang bị ở trong cái lò lửa. Và nếu chúng ta khéo thì chúng ta sẽ uống hết thuốc của trong cái lò đó và bung được cái lò đó ra, thì chúng ta có 72 thần thông biến hóa. Cảnh nào mình sống cũng được hết. Cảnh nào mình sống cũng được hết. Trời nóng quá thì tu quán. Cái nóng này nó chưa nóng bằng cái địa ngục. Có cái đứa nhỏ nó nói vậy đó. Pháp Hòa dẫn nó đi vô chùa, rồi mấy đứa nhỏ kia ngồi bực bội, nói trời thầy ơi nóng quá nóng quá. Nó nói mày đừng có la nữa, cái nóng này nó không bằng nóng địa ngục đâu. Trời ơi, mình nghe cái đứa nhỏ đó, không lẽ mình mời nó lên thuyết pháp chứ. Nó thuyết một bài pháp quá chừng hay, một câu nói thôi mà đầy tuệ giác. Thấy không? Cái nóng mà bình thường của một cái xứ nóng này nó không có nghĩa gì so với cái nóng của cái nóng gì, cái nóng rực của tâm hồn. Cái băng giá ngoài đường nó cũng không băng giá bằng cái băng giá của tâm hồn của một cái gia đình mà không ai nhìn nhau, không ai nói với ai. Cái sự lạnh lùng của một người bạn mình đi chùa mà không thèm ngó mình đó, mình không có khổ bằng cái người thương của mình mà giờ ngoảnh mặt làm ngơ với mình. Thí dụ vậy. Cho nên trong cái cuộc sống đó, nếu chúng ta có một cái giỏi là chúng ta uống thuốc đó rồi, thì chúng ta có thần thông biến hóa như Tôn Ngộ Không. Có 72 phép. Cây thiết bản đó là tượng trưng cho cái tâm của mình, tâm vững chãi của mình. Nhưng mà vững chãi mà thảnh thảnh thơi, cho nên muốn ngắn thì ngắn, muốn dài thì dài, thậm chí biến nó nhỏ xíu nhét lỗ tai. Quý vị nhớ cái thiết bản đó không? Đó là tượng trưng cho con người biết sống tùy duyên tùy lúc. Có lúc cần dài thì dài, có lúc cần ngắn thì ngắn, có lúc cần thu gọn nhét vô lỗ tai thì cứ nhét. Không, có lúc mình là ông gì đó, có lúc mình là bà gì đó, nhưng mà có những lúc mình chỉ là không gì hết.
người ta không biết mình là ai, that's fine, khỏi phiền. Hiểu ý không? Thì được như vậy thì chúng ta là tôn ngộ không trong lò bát quái. Có thiết bản trong tay thì không sợ thiên đường, cũng không ngán dễ ngộ. Sáng ăn cơm sườn cũng được, chiều ăn nước tương cũng được, miễn sao tối leo lên giường nằm coi cải lương. Đạo lý sống nó vậy. Sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương, tối leo lên giường nằm coi cải lương, đời lên hương. Thôi chúc đại chúng có một ngày chủ nhật an vui. Và một lần nữa con xin tri ơn thầy trụ trì cũng như quý tăng ni ở đây, cũng như tất cả quý Phật tử ở địa phương này cũng như xa gần đã cho con cơ hội được đến đây thăm chùa lễ Phật và chia sẻ với quý vị những gì hiểu biết của con. Trong thời gian chia sẻ có gì sai sót mong đại chúng hoan hỷ cho.